បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានរបស់ថ្មីប្លែកទៀតហើយដែលយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនមើលក៏ដូចជាខ្ញុំ testing ដែរនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាម៉ូទ័រផ្លុំម៉ូទ័រផ្លុំហ្នឹងឯងប្រើថ្មមកកូនអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាម៉ូដែលអីអីខ្ញុំមើលគៀនប្រអប់មកគៀនប្រអប់ហ្នឹងឯងគៀនប្រអប់គេដាក់ថានេះ DUB184 អញ្ចឹងខ្ញុំបើកប្រអប់មកកុំឲ្យបងប្អូនស្គាល់ខ្សែច្រើនខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថានៅក្នុងប្រអប់នឹងមានអីខ្លះវីដេអូវាអូឡូហ្គោ Makita lăng em mo lăng 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 phong mong Makita so air ហើយតានឹងគឺពេលថ្មហ្នឹងគឺជាង 260 ប៉ាទឹកជាមកមានអីខ្លះណាច្រើនច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានថ្មពីកូន4កូនឆ្នាំស័ក1ឆ្នាំស័ក2ហើយលើកក្រោយយើងជឿផលិតផលហ្នឹងគឺមិនបាច់ជឿឆ្នាំស័កគឺនឹងថ្មហ្នឹងគឺអស់លុយតិចអញ្ចឹងណាអស់ថាវាតិចអញ្ចឹងយើងចូលដល់ការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូទ័រក៏ដូចជាមើលស្បិចរបស់វា ដែរដែរលេខលេសប្លូវើម៉ូដែល DUB182 ផាត់ថ្មមកកូនជាមួយបើកមកស្បាច់មកវាមើលស្បាច់មុនណាកាប៉ាស៊ីធី air volume មានខ្យល់ ពី 0 ទៅ 13.0 ម៉ែត្រគីក្នុង 1 នាទី air speed average ល្បឿនខ្យល់មធ្យមពី 0 ទៅ ប្រមាណ 43.2 ម៉ែត្រក្នុង 1 វិនាទី air speed maximum គឺធំបំផុតពី 0 ទៅ 52.1 ម៉ែត្រក្នុង 1 វិនាទី overall length ប្រវែងសរុបរបស់ម៉ូទ័រហ្នឹងគឺ 820 មីលីម៉ែត្រ red voltage 18 volt ប៉ះថ្ម 18 volt ទម្ងន់វា 2 គីឡូ 5 ទៅ 3 គីឡូ ឯង ຈົ່ງຈົ່ງບູທມອງທໍາໃບທີ່ເພິ່ນຖ້າເພິ່ນຈິຈໍວ່າມັນຕັ້ງໃບລະບົບມາໃຫ້ພວກເພິ່ນປາກະນາເດມັນຈອບອັດໃດຕັ້ງໃບໄປໃສ່ຢູ່ບັກຫາຍເພິ່ນຖ້າເຮົາມາເພິ່ນມີກໍາດມອງ
nhưng mà the sticker của viết cứ chỉ là the sticker Makita model DUB184mm 18V kịp thơ mô 13 mic kịp 0 mùi tì tâm hôn khóa không được khóa không mùi tì viết bất chanh bàn của màn hay mà kia đấy nè mà mơ cái lãnh này cứ bông bông đăng ấy thay cái lãnh cái lãnh cứ cái lãnh phụ muốn chàng và sẽ được dương xoa đạo đi cô máu tỏ mà tiết thì có đã chia để là tập phụ mùi máu thì sau khả năng như đạn chàng cho về hay cái lãnh lại đặt mó hay cái lãnh cái lãnh phụ xài phụ xài ấy phụ xài thì phí ấy thì lóng hay cần ấy cứ được chỉ công tạo là bươn chẳng nhé thì được bây nhầm rồi nhà này công tạo này cứ dù dương này bạp ná là phải để dương cho tới rồi công tạo nó tới cứ vạch cái công tạo là hồ đề và ngay cho vía tôn lõ tại vì sao không lấy cái ergonomic soft grip hay nơi lơ tuôn motor đã so form mình này cứ brushless motor BL motor cứ brushless motor là ngay và logo Makita phọc lõ chẳng cứ thử ca testing đó nè và nick mô 17V ta testing đó nè châu lòng lòng á ôi đang thay cầm lắng đang bị khăng khăng như plom bom nằm móng wow khăng mình tên còn plom mấy nó đòn nó chấn bom bom đài thôi trong phải plom plom đôi chia thủ lê đôi chia structure chủ sở này nắng dương lông sầm hạt về ta mục tiêu thải xuân cắt mai về nắng nhưng lông về nắng cứ về sầm lạnh sáng ngát vạch bạch chạy sáng hay vạch vạ bốc nắng ngày nhưng còn lông màu màu về nhé chẳng những chập đám thưa ca lông sầm hạt ai mới đang thằng khăng mền tên tập ăn á lông môi mới chẳng bộ ôn để trong tu sơn à video thay thay vào nhóm complete cho subscribe hay cho like phong hay mỗi bình tiết cứ complete comment là nhóm đăng thong bóng comment là nhóm đăng phong tha bộ ôn miền làm nhà ná cho mỗi phong mỗi nàng bạc xong một con